thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn ba hãng chống tay giống đó. Thì cái hãng đầu tiên đó là Nixi, cái hãng thứ hai là LB xuất xứ từ Mỹ nhé các bạn, cuối cùng là Tikun xuất xứ tại Thái Lan, còn Nixi là xuất xứ tại Việt Nam. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bốn mẫu mà được các bạn ưa chuộng nhất, thì mình sẽ đi vô phần chi tiết từng mẫu cho các bạn. Đấy là sẽ Việt Nam mình sẽ xuất trước, thì cái này là cái giá học sinh sinh viên, các bạn học sinh sinh viên sẽ mua nhiều. Thì cái hàng này nó được thiết kế mặt trước là màu gỗ nè, những mặt xung quanh nó là một màu đen nhám, ở trên cái phần mà các bạn ngồi sẽ có một cái miếng cao su đó, miếng cao su để ngồi hai bên hông nó sẽ có hai cái trục để các bạn yên tâm giảm e cho cái trống đó. Hai cái hàng này thì là xuất xứ từ Mỹ. Hai cái hàng này cái thiết kế của nó là nhìn rất là bắt mắt, như hàng này là màu xanh đen nè, còn hàng này là cái phiên bản này thì nó sẽ có bốn màu, cái hàng này nó sẽ có màu đỏ, màu xanh lá, xanh dương và màu đen đó. Thường thì mấy bạn sẽ thích cái màu này nhất, màu đỏ nhất đó. Xung quanh thì nó sẽ là màu đỏ đó, đỏ bóng, còn cái mặt tay trên thì là đỏ nhám, nó sơn nhám cho mấy bạn ngồi để tránh chân trượt. Xung quanh sẽ là xương bóng, còn cái phần bên trên đây sẽ là xương nhám, nó làm nhám cho các bạn ngồi tránh chân trượt. Còn cái phần tiếp theo là cái cây cái tấm cái dòng cuối cùng, thì cái hàng Tikun này là xuất xứ tại Thái Lan, thì cái hàng này có giá thành là cao nhất, nó được sử dụng cho các buổi tiệc ở các cái buổi party á, các bạn thấy xung quanh này nó làm cái kiểu nhìn rất là giống da beo, thiết kế của nó rất đẹp. Nó được đóng cái logo ở đây nè, rất là đẹp, rất là sang xịn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nãy giờ mình đã giới thiệu qua các hãng chống tay giống các hãng cho các bạn rồi. Nếu bạn nào có nhu cầu thì hãy ghé lại Việt Nhạc Center tại 112 Điện Biên Phủ, phường Đại Cao, quận 1 để xem các sản phẩm thực tế. Cảm ơn các bạn.